là người tập luyện mà chưa biết hít xả đơn có tác dụng gì thì bạn đã bỏ qua rất nhiều lợi ích khác cho sức khỏe và hình thể của mình. Không phải tự nhiên mà từ rất lâu người ta đã ưa chuộng hít xả, nó còn được giữ và phổ biến cho đến ngày hôm nay. Chỉ với một thanh xà ngang, bạn có thể tập được bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Vậy hít xả đơn có tác dụng gì? Những điều bạn cần biết để tập luyện siêng năng hơn. Đừng chỉ mải mê nâng tạ mà bỏ qua những bài tập tuyệt vời như xà đơn. Đây còn được mệnh danh là bài tập của mọi nhà do nó phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi điều kiện kinh tế. Dưới đây là một số lợi ích của hít xả đơn khiến bạn muốn dinh ngay một thanh xà về nhà. 1. Bạn có thể tập ở bất cứ đâu. Đây là một trong những bài tập sử dụng dụng cụ nhưng lại hết sức linh hoạt và tiện lợi. Tất cả những gì bạn cần là một thanh xà đủ chắc chắn, được trang bị ở tất cả các phòng tập. Bạn cũng có thể mua về tập luyện tại nhà với giá không quá đắt đỏ. Nhiều anh em còn tự chế chác những thanh xà của riêng mình, vẫn dùng tốt như ai. Đừng đổ lỗi tại bạn không có điều kiện sắm sửa dụng cụ hay quá bận để đến phòng tập nữa nhé. Đến xà đơn mà còn không tập được nữa thì chỉ có thể là do bạn lười thôi. 2. Giúp bạn có đôi bàn tay khỏe hơn. Khi tham gia một số môn thể thao khắc nghiệt như leo núi, một đôi bàn tay với độ bám khỏe sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn. Vậy kéo xà đơn có tác dụng gì ở đây? Khi kéo xà, bạn nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên, bạn sẽ phải vận dụng sức mạnh của lòng bàn tay và các ngón tay. Nếu đã quen với tập xà, tay bạn sẽ khỏe hơn, tăng sức bám và dễ dàng tham gia một số hoạt động hoặc môn thể thao khác. 3. Giảm mỡ. Những ai đã đang trong tình trạng thừa cân đều hiểu giảm mỡ khó đến mức nào, đặc biệt là vùng mỡ bụng. Hít xà đơn có giảm mỡ bụng hay không, hay hít xà đơn có giảm cân hay không là những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Động tác hít xà đơn tuy đơn giản nhưng lại tiêu tốn khá nhiều sức lực. Bạn có thể cảm nhận được calo trong cơ thể đang bị đốt cháy, giúp bạn giảm được lượng mỡ thừa toàn thân. 4. Giúp bạn có phần lưng đẹp. Lưng là nhóm cơ hay bị chúng ta bỏ quên nhất khi tập luyện. Các cô nàng chỉ mải mê tập bụng, tập mông, các chàng trai chỉ mải mê ngực nở, bắp tay to. Tuy nhiên, một bờ lưng săn chắc mới toát lên vẻ đẹp thể thao của bạn. Nó nói lên rằng bạn là một gymer chân chính hay không. Tác dụng của hít xà đơn với cơ lưng là gì? Nó bắt lưng bạn vận động, trở nên săn chắc và khỏe mạnh. Một tấm lưng khỏe mạnh hạn chế được nhiều chấn thương không đáng khi tập luyện. 5. Cải thiện tâm trạng. Đối với sức khỏe tinh thần thì hít xà đơn có tốt không? Đu xà, tập tạ hay bất kỳ môn thể thao vận động nào khác sẽ giúp não bộ sản sinh ra một loại hormone có tác dụng mang lại cảm giác hạnh phúc và yêu đời. Nó còn có vai trò quan trọng trong việc giảm stress và căng thẳng, đặc biệt phù hợp với người bận rộn, thường gặp áp lực trong công việc. 6. Nhiều biến thể để lựa chọn. Bạn nghĩ đây là một bài tập đơn điệu, nếu tập mỗi ngày sẽ dần đến nhàm chán, có vẻ như bạn đã nhầm. Hít xà có rất nhiều biến thể mà bạn có thể thay đổi và lựa chọn, và hầu hết đều không cần thêm dụng cụ hỗ trợ nào khác ngoài thanh xà. Một trong những phổ biến nhất là hít xà pull-up và chin-up. Nếu như pull-up hướng lòng bàn tay vào trong, thì chin-up hướng lòng bàn tay ra ngoài khi lên xà, giúp rèn luyện cơ tay. 7. Phát triển nhiều nhóm cơ cùng một lúc. Hít xà đơn tăng cơ gì? Câu trả lời khiến bạn thích mê, rất nhiều nhóm cơ, bao gồm cơ tay, cẳng tay, cơ tam đầu, cơ vai, cơ lõi và rất nhiều nhóm cơ khác ở phần thân trên. Bài tập này chính là giải pháp cho người muốn tăng cơ nhanh mà không cần nhiều thời gian tập luyện nhiều. Chỉ một động tác mà vận dụng được nhiều của nhóm cơ. 8. Sở hữu thân hình chữ V. Khi bạn cố gắng nâng mình lên, hầu hết mọi bộ phận ở phần thân trên đều phải vận động. Bạn cảm nhận được vai, lưng, cánh tay và nhiều nhóm cơ khác. Bạn sẽ có một hình thể khỏe khoắn, săn chắc, lưng chắc hơn, vai và bắp tay to hơn, eo nhỏ hơn, tạo một chữ V hoàn hảo mà bao người mơ ước. 9. Có thể tăng độ khó. Tập một bài tập liên tục trong thời gian dài sẽ khiến quá trình tăng cơ bị chững lại. Đừng quá lo lắng, cách giải quyết là hãy tập thường xuyên hơn, nhiều lần hơn và tăng độ khó. Bạn có thể buộc thêm một vật nặng, chẳng hạn như tạ ấm hay tạ đơn vào trên người của mình. Theo cách này lên xà sẽ có tác dụng gì? Nó giúp nâng bài tập của bạn lên mức độ mới, kích thích cơ phát triển tốt hơn. Tất nhiên chỉ nên áp dụng cách này khi bạn đã tập theo cách truyền thống được một thời gian rồi nhé. 10. Cơ thể đẹp toàn diện. Một trong những vấn đề phổ biến của người tập luyện là gặp phải các nhóm cơ phát triển không đều. Một số nhóm cơ yếu hơn sẽ có khả năng chậm phát triển và dễ chấn thương hơn. Chẳng hạn như nhiều người chỉ tập chăm bắp tay thật to mà không ngó ngàng đến tấm lưng của mình. Với đu xà, tất cả các nhóm cơ đều được chăm sóc. 11. Những bài tập khác trở nên dễ dàng hơn. Hít xà đơn không hề là một bài tập đơn giản. Khi bạn đã thực hiện nhuần nhuyễn thì những bài tập khác trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi các nhóm cơ đã được rèn luyện không đồng đều, khỏe mạnh và linh hoạt, bạn sẽ sẵn sàng đối đầu với những bài tập thử thách khác, đồng thời giảm thiểu khả năng chấn thương. 12. Chấn chỉnh tư thế cho bạn. Lý do khiến chúng ta đứng, ngồi, nằm sai tư thế là do mạnh yếu không đồng đều giữa các nhóm cơ. Như đã nói ở trên, lợi ích của tập xà đơn giúp cơ phát triển đều, giúp giữ được cơ thể ở một tư thế thẳng, chuẩn, cân bằng. Chính vì vậy mà động tác này cần thiết cho những người phải ngồi nhiều cả ngày như dân làm văn phòng, hạn chế nhức mỏi khá hiệu quả. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về 12 lợi ích của việc tập xà đơn. Và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym thì hãy kích về đường link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Fight and die for the things you know you love. Do what
wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these.